Kìa bữa kìa. Hello anh em nha, xin chào anh em đã đến với kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ đi một tiếng chuyến đi tour về Cần Thơ nha anh em. Kìa Đạt Mini kìa. Kìa bỏ một vị đội ba lô kìa anh em. Cái tour này bất ổn không? Thì tôi bất ổn không? Kìa con nội nó đang núp gió thì lẻ ra kìa anh em. Ê đi đường nào vậy? Đi đường cái bè đó ha. Cái bè đi. Đạt có bỏ cục pin đây anh em. Ai tao kéo xuống cho anh em coi cục pin nữa ai. Kìa đạt hủy hay cục pin đó kìa. Kìa dữ á. Đó. Kìa đổi dưới lộn kìa. Cục pin màu xanh xanh đó anh em. Quá dữ luôn. À đang kìa anh niên quẩy ba lô kìa. Đồ nóng quân tay kìa ông nội. Khét á. Bây giờ tới kênh 5 giờ hả vô? Rửa xe sáng bóng luôn kìa. Rửa xe hồi cũng dơ đó hả? Đủ. Ê không biết mình đủ đi đi chở không ta? Không đủ đi đi mà. Dư sức gì ha. Em đi về được á. Đó. Quá yên em. Anh đi kìa. Đạt Mini bữa nay tham gia cùng chiến tôi vậy hơn nha anh em. Kìa cái về nhìn tới gáo kìa. Kìa về ngon chứ không đi đâu. Về ngon chứ không đi đâu, về tới gáo thiệt. Rồi xin lấy bánh cầm sáng chói không kìa. Đó bây giờ mấy anh em mà đi dạy các bạn anh em hồi có gì hay ho quay cho anh em coi nha. Cái vậy? Sao? À để gặp hả? Thăm cái này mình quay cho anh em coi tới đoạn nào có gì hay hay thì quay cho anh em coi à. Bây giờ mình sẽ nghe tới cước rồi đó. Trời cỡ tầm cỡ 5 giờ mấy chiều anh em đi chắc cỡ 7-8 giờ mới qua tới Cần Thơ nha. À mới đi tới mấy đoạn nào có gì đẹp coi cho anh em coi nha. Nhìn mấy xe đi tour khá là chiến anh em. Trời ơi nước rồi, kinh kỳ kéo xuống anh em ơi. Hành trình này mới xuất phát thôi nha. Hay hành trình này mới xuất phát thôi nha Đạt. Xe Đạt lạng hoạng không điện tới gáo mà vẫn nói. Xe Đạt có đi hay cùng pin nữa nghe anh em. Không có pin là đi không đủ nha. Thì đi buổi chiều này trời cũng mát rồi nghe anh em. Bây giờ mấy anh em mình đang chạy xuống đi tắt đường các bè Lớp Vĩnh Long nha. Lên cổng Mỹ Thuận trước. Mình chạy chậm chậm chừng 40-45 thôi anh em ơi. Đâu nhìn mặt anh Đạt Mini thấy tới rồi ta. Đạt Mini thấy thế nào khi đi về Cần Thơ chơi? Dạ. Vừa tới gáo mà kìa, ông nổi kìa. Chạy kìa. Giờ đang đẩy chạy xuống các bè nha anh em. Các bè đi đường tắt các bè xuống cầu Mỹ Thuận nha. Gần tới cầu Mỹ Thuận rồi anh em ơi. Trời mưa rồi, tới gáo rồi. Mưa sao giờ ba? Mưa thì sao giờ? Má mưa đang đường đi luôn kìa, bẫy cướp. Bẫy cướp mưa luôn. Gần tới cầu Mỹ Thuận kìa anh em. Thấy chỗ cầu Mỹ Thuận rồi nha. Ở kìa. Nhà đó mưa cái đường đi nữa. Hả? Mưa đó, mưa ngày đường đi nữa. Lại đang vô trung tâm bão á. Đang vô trung tâm bão luôn hả? Đúng rồi, đã hồi đi vô gió cuốn mình chết queo. Nghe hết tới cứng rồi đó. Chạy cậu với Hận đi anh em. Thôi chạy chạy bọc với cậu với Hận qua bên kia nha. Mắc mưa không? Kìa mưa kìa anh em ơi. Lâm cam rồi. Rồi. Thì sao kìa ông nội. Đang kìa mưa tới rồi. Rồi tới gáo luôn. Anh Niên kìa.
Thanh niên làm gì đó dạ? Thanh niên đang đi chạy xe bắt đáy đi đáy nghe anh em. Vừa á, giờ tới cảm nhận kìa. Chạy qua cảm nhận chừng chưa hết điện đúng không? Xe còn nhiều điện không? Chưa lấy được á, chạy tới cầu hơi luôn á. Chạy tới cầu hơi chưa điện luôn á. Xe này à, bình bỏ pin. Bình bỏ pin hả? Chứ phải pin bỏ bệnh. Gần tới cầu không phải hận ơi, kế bên này kìa. Thôi lên quay cầu mới hận cho anh. Quay cầu mới hận cho anh em coi nha. Giờ mới đem chạy cái kiếp để mua anh em ơi. Chạy cầu mới hận cho anh em. Rồi, tới cầu mới hận rồi hả? Tới cầu mới hận nha anh em. Nói đâu vậy? Tháo không chạy với lặng bọc với vợ cậu con kia mà. Đúng rồi hả? Tụi tao chạy với đây nè anh em. Chạy với lặng bọc với vợ cậu con kia ra đây cậu hận anh em. Đó. Đã không? Cái gì? Đi, chú ăn cái thôi. Ok. Thì ở đây là dưới chân cậu với hận nè, quay xuyên xương cho anh em coi nha. Rồi sẽ mình anh em mình chạy cậu với hận nha. Đi, giờ mấy anh em mình đi qua giúp cậu anh em ơi. Ê. Cái gì? Khá im không á. Rồi giờ cái này là đi qua đi ở dưới cái cầu anh em lặn qua mấy lộ bên kia còn mấy bỏ qua lộ nha. Đây ở phía dưới này anh em. Phía dưới cầu nè. Đó. Giờ vòng bên cầu nè. Bên đường cao tốc nha, cảm nhận hai kìa. Đó. Ở dưới dừng cầu à. Cảm nhận hai anh em ơi. Đi qua cả hơi nha anh em.
đi đường nào ta? Tới rất ngon. Đường này sao đét anh em? Tôi Vĩnh Long nè. Trời đang chuyển qua một mạch nè anh em. Rồi cái gì không tiêu rồi. À thằng Đạt nó đang về, hiện tại nó mới chụp cái về nha anh em. Bây giờ nó đang chạy không về nha. Vô đám mưa tới gáo luôn. Gần tới nhà anh em ơi. Điện có phái điện hả? Gần tới nhà nha anh em. Để.
Rồi còn vài cây nó tới nhà anh em ơi. Nè phải đi chạy kìa, chút xíu tới thì cái bên nãy giờ chạy cũng qua cầu thơ cũng khá xa đó anh em. Rồi chạy đâu ba? Có sạc chạy đi luôn. Dạ anh Niên kìa, về tới đây nha anh em. Đó, về tới chỗ rồi, giờ mấy anh Niên giờ đang sạc xe nha, quay cho anh em coi nè. Kìa Niên mới ôm được chó kìa. Chó đâu qua à? Biết đâu điện lại mừng nè. Chó đâu anh em, có lại mừng nha. Chó cái... này đã rồi, họ bỏ ngoài vô cấp xe nha. Ở nhà chưa nói không gì vậy, nói kìa bự như chăn đầu dao cũng đỡ. Mình nhường cục nguồn cho nó sạc nữa. Sạc lỏ kìa, bánh Niên đang sạc kìa, đang sạc xe nè. Kìa sạc con cục nguồn kìa, sạc nguồn anh em. Ngoài cái dòng A nó cao, nó mau vô pin lắm nha. Để 15A hả? Để 15A hả? 15A, cái bên đây 15A. Mình đang chiếc người A nè. Không gấp nữa. Chúc ý chế nữa. Đó. Đừng có giật nó đổi. Giật cái giật. Dương ơi, đang ỉa cái gì vậy Dương? Tướng làm gì Tướng? Kìa Tướng. Kìa. Thằng Tướng kìa làm gì á? Bữa tới kìa. Có điện, tắt điện nữa. Cái gì? Bữa kìa. Trời, ăn cơm rồi mấy đứa. Có chén hả? Có chén mà. Ê, ít vô. Này, chén đâu? Chén gì? Muỗng đâu, nổi chén đâu mà. Từ từ để Đạt lấy cho. Ừ.